Đây là vlog một ngày mình nấu và ăn gì. What I eat in a day. Let's get started. I create my own reality from my art and mind. My body is beautiful. My body is beautiful. I take time to relax before going to bed. I take time to relax before going to bed. I feel confident with who I am. I feel confident with who I am. Mẹ đi chợ vui quá. Mình đang thao thao bất tuyệt về những gì mình đã lên danh sách để mua. Cái thế mà lấy mua chứ. Mình mới mua một bộ hoa rất là đẹp. Cái hoa gì ta? Hoa cúc trắng. Hoa Agapanthus. Là cái gì? À, hoa thạch anh cao cấp. Chúng ta đều là những bộ hoa xinh đẹp nhất phải không mọi người? Món đầu tiên đó là món honey bread toast. Sáng ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ ăn honey bread toast, tức là cái bánh mì gối với mật ong, với bơ, với trứng, với hoa quả. Bon appetit. Thực ra buổi sáng các bạn, mình không ăn sáng, hầu hết là mình bỏ bữa sáng. Và nếu có ăn thì mình cũng chỉ kiểu mấy cái bánh 5.000 mua ở hàng tạp hóa các thứ, nhưng mà thôi. Hôm nay làm clip chúng ta làm sang chảnh tí thì thấy rằng là chị em chúng mình không thích làm thôi, chứ một khi đã làm là ok là. Mình cũng cưng ăn nhá. Good morning nha. Không phải mình nấu mà mình khen đâu, nhưng mà cái này cũng bình thường. Chính ra ăn cái này với sữa ông thọ vẫn ngon nhất. Nấu cơm chưa? Let's do it! Thank you.
hôm nay đây là món ăn rất nổi tiếng ở trên mạng, là món của chị Emily, là món cơm cá hồi. Mà mình nghĩ là ai cũng làm được, nó quá là đơn giản luôn ý. Thế nhau ăn không con? Ngon nhờ. Chị Emily thì ăn thêm bơ nhưng mà mình không thích ăn bơ lắm. Rất kỳ lúc. Nhưng mà thích ăn nhưng mà không thích. Ngon quá. Cảm ơn vũ trụ mình đã cho con ăn ngon. Đây là bộ bài mà khi mình đi uống cà phê là mình quyết định mua luôn, bởi vì nó có những câu hỏi mà khi mình đọc câu hỏi đấy để trả lời thì mình phải phản tư và chiêm nghiệm lại bản thân mình ấy, để mình hiểu rõ về bản thân mình hơn. Yes, you know what? Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Mà cái này một cách phải sao không? Ủa ai đó? Hãy miêu tả một hành động tốt bụng mà ai đó đã làm cho bạn khiến bạn không thể quên. Việc đó có ý nghĩa với bạn như thế nào? Một hành động tốt bụng. Đương nhiên là có rất nhiều người đã có những hành động tốt bụng trong mình và mình cảm thấy rất trân quý vì điều đó. Nhưng mà một khoảnh khắc mà mình nhớ luôn ở trong đầu, cái lúc mà bố mình nói là bố biết con vất vả. Khi mà mình đi làm về, ai cũng mong muốn mình được thấu hiểu. Tức là mình chưa cần làm được cái gì nhiều cho người khác, nhưng mà cái việc mình thấu hiểu người ta đang làm cái gì và mình công nhận cái sự nỗ lực và cố gắng của người khác ấy, thì mình thấy đã là một cái điều mà rất ấm áp và chúng ta có thể mang lại cho nhau rồi. Cảm ơn quý yêu. Khi rất thích ai đó, mình thường có xu hướng sẽ. Khi rất thích một ai đó, mình có xu hướng sẽ ngồi im. Mình ngồi im để người ta chủ động tấn công mình. Bài học đắt giá mà ai cũng nhắc rồi, đó là khi mà cảm giác như bối rối và không chắc chắn là anh ấy có thích mình không thì chứng tỏ là anh ấy không thích mình. Nếu mà thực sự có một anh thích một chị thì chỉ cần chị ý ngồi im thôi, chị ý không cần làm gì. Chỉ cần chị ý là chị ý thì anh ấy sẽ bước 1000 bước tới chị ý. Nên là những cô gái chúng ta chỉ cần là chính mình thôi, còn lại thì để các anh ý lo, ok? Bởi vì sự hiện diện của chúng ta đã là một món quà cho những anh ý. Khi nghĩ về tương lai, điều gì khiến bạn lo lắng nhất? Điều gì mang đến nhiều hy vọng nhất? Lo lắng nhất? Nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà nói về tương lai nói chung thì cũng không có cái gì nó quá nghiêm trọng, bởi vì mình nghĩ là ok, mọi thứ cũng vô thường. Nhưng mà ví dụ như trong tử vi và trong thần số học của mình cũng có một số người nói là không tốt ở điểm này, không tốt ở điểm kia. Nhưng mà mình vẫn có một cái niềm tin chắc chắn ở trong lòng, đó là nếu như mình sống tu tập tích đức nhiều thì phước báo nó dần dần nó sẽ tới. Và nếu như mà tâm mình sáng thiện lành thì cái vẻ ngoài của mình, cái nhan sắc của mình nó cũng tốt đẹp hơn, nó cũng sáng hơn. Trốn trời, trốn nợ, trốn tình, đố ai trốn được nghiệp mình đã gieo. Ăn quả gì gặt mình gieo cái gì mình gặt cái đấy. Khi nào mà mình cứ tin tưởng vào bản thân mình, mình nghĩ một cái điều tốt đẹp thì cuộc sống của mình cũng sẽ chan chứa được nhiều điều tốt đẹp. Và kể cả nói không đúng ý mình lắm thì mình cũng học cách chấp nhận và mình biết được rằng oh, this life is vô thường and vô ngã. Ok, it's fine. Hy vọng là tất cả chúng ta đều có niềm tin ở chính bản thân mình. Mười giờ kém và mình mới đi sự kiện về, mình chưa ăn tối cho nên là mình đã tự chuẩn bị bánh chuối. Ê, tặng hot cho cô nè. Oh no.